hẹn gặp lại. Dạ, hôm nay chào quan khách thưa quý vị. Cảm ơn sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả dành cho quan khách trong buổi nay. Cảm ơn em nha. Quan khách rất là hot trên mạng, trên cả các kênh đầu tiên á. Quý vị có thể lên mạng để search để nghe.